trái vào trong. Ê, quà trái, rồi có ghế rồi, ngồi xuống giùm chị luôn. Một cô gái rất đặc biệt. Rồi, tháo mặt nạ ra hai bạn ơi. Rồi. Hello em trai. Trời ơi, bữa nay hai người người nào cũng đặc biệt hết trơn hết trọi á. Rồi, bây giờ em trai giới thiệu trước cho chị nè. Nói lớn to rõ. Tên là Trịnh Ngân Hòa, năm nay em 27 tuổi. Quê Hòa ở đâu? Ở Bà Rịa Vũng Tàu chị. Hiện giờ đang sống với ai? Sống ở làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình. Sống với mẹ em. Hiện tại là em đang làm bếp ở bên bên tàu, là xáo chảo về món cơm chiên hải sản với chân trâu với gà số mỡ gì. À, là mình nấu có ba món đó thôi. Dạ. Em làm nghề này lâu chưa? Dạ cũng được gần đây tính ra là 4 năm. 4 năm. Ủa mà sao làm nghề đầu bếp mà sao? Không phải gì, em mời lắm. Lúc này bàn lúc nào cũng hai bình sữa cái bên. Ba món ăn chàng trai giới thiệu em có thích món nào không? Em thích cơm gà số mỡ. Trời ơi thôi để... em đừng ăn nhiều nữa nha. Để món về anh làm nha. Đừng làm nữa, đừng làm cho cổ ăn nữa, để cho cổ ngán luôn đi. Rồi bây giờ giới thiệu, em giới thiệu một xíu nè. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Minh Kiều và chào tất cả mọi người. Em tên là Thanh Sơn, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang làm công nhân và em có chạy thêm Grab nữa. Vừa làm công nhân, vừa chạy thêm Grab nữa. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em đang sống với ai? Em đang sống một mình. Ba mẹ đâu? Ba em thì ở trên nội. Dạ, em ra riêng, em tự lập. Nội là ở đâu? Nội em ở Bình Thạnh. Mẹ em đâu? Dạ mẹ em mất 15 năm. 15 năm. Em dạ. Có anh chị em gì không? Dạ có, em có một chị gái. Chị gái em giờ sống ở đâu? Chị gái em sống với ba luôn. Ui sao chị gái thì sống với ba mà em thì lại là ra riêng ở mình? Dạ tại vì ở trên đó nó cũng hơi chật á. Với lại em thích tự lập cho nên là em muốn ở một mình. Thế em ra một mình này bao lâu rồi? Em sống riêng chắc 6 năm. 6 năm sống một dạ. Mình tự lập. Thế thì em sống vậy thì là em có phải là nuôi ba hay gì không? Hay là kinh tế em làm ra là em tự lo cho cuộc sống của em? Em có hỗ trợ để nuôi ba. Em hỗ trợ nuôi ba nữa. Ba em dạ. Năm nay nhiêu tuổi? Dạ ba em 70 rồi. À ba lớn vậy đó hả? Dạ. Ba đâu còn lao động nữa đúng không? Dạ đúng. Hai chị em hỗ trợ nuôi ba. Dạ. Và lương công nhân thì được bao nhiêu một tháng? Dạ lương em thì bình quân tầm khoảng từ 5 tới 6 triệu một tháng. Là lương công nhân đó. Dạ. Công nhân thì làm ca hay sao em? Dạ không, em làm thường là giờ hành chánh. Nếu như việc nhiều thì sẽ tăng ca. Làm suốt tuần nghỉ thứ bảy chủ nhật. Em chỉ nghỉ chủ nhật thôi. Nghỉ chủ nhật thôi mà lương có 5 6 triệu một tháng à? Dạ. Công ty gì làm về gì mà ít vậy? Dạ công ty em hàng thời trang nhưng mà thường là em làm một ngày chỉ có 8 tiếng á cho nên lương không có cao. Ban đêm là chạy xe. Lý do gì nhiều công việc em không chọn, em chọn chạy xe rồi nó có khó khăn gì không? Tại vì em thấy là em cũng thích đi đây đi đó, với lại em thích kiểu buổi tối mà ở nhà không thì nó rất là chán, mà đi ra đường thì nó thoải mái hơn. Với lại chạy xe thì mình vừa kiếm được thêm thu nhập mà vừa đi vòng vòng cho nó thoải mái á, nó không có bị chán. Tại vì chạy em ở một mình thôi. Một tháng em chạy kiếm thêm được khoảng bao nhiêu nữa? Tuần thì em kiếm tầm 700 tới 800 tùy theo. Có tuần nào mà em chạy đều thì tầm 700 tới 800. Em chạy từ mấy giờ đến mấy giờ? Thường là khoảng 4:30 5 giờ gì đó là em chạy cho tới chiều á. 4:30 5 giờ chiều chạy tới mấy giờ? Khoảng 8 giờ. Có bữa nào mà khách kêu em đi xa thì có lẽ 9:30 mới về tới. Nhưng mà thân gái dặm trường ban đêm ban hôm chở khách đi, có khi nào gặp cái gì nguy hiểm hay gặp những khó khăn gì trong nghề không? Giờ cũng có, tại vì nhiều khi tùy người á, tùy khách. Tại vì cũng có khách thì dễ thương á, người ta dễ chịu thì nó khác. Còn những người mà dạng như người ta cũng hơi khó, ví dụ như mình chạy hơi nhanh tí thì người ta lại nói là chạy ẩu quá này nọ, người ta đánh giá mình không tốt. Nghe cái giới thiệu của bạn gái thì em cảm nhận sao? Em có suy nghĩ gì không về công việc của bạn? Nữ là chín chắn hơn, tự lập cao. Giống em cũng tự lập rất là cao nên em thích những người như vậy. Cái giờ giấc làm việc của em thì sao? Làm từ 1 giờ sáng cho tới chưa là em nghỉ rồi. Là coi như buổi tối là không làm. Cái quán nó mở cửa 24/24 luôn. 24/24 luôn. Đó. Là em làm cái ca 1 giờ đêm. Đúng rồi. Cho đến nãy trưa là 1 giờ trưa. 1 giờ trưa hôm sau. À, em rồi từ nghỉ. 1 giờ trưa đó nghỉ tới 1 giờ đêm. Đúng rồi. Trời ơi cái giờ oan nghiệt kìa trời. 1 giờ đêm làm tới 1 giờ trưa. Nhiều khi mà mấy bạn nữ mà hỏi em kêu sao không đi chơi kìa. Giờ làm nghỉ thì đi là mệt là không có sách làm. Rồi bây giờ giả tỷ vậy rồi giờ hẹn hò nhau rồi đi thì, đi chơi sao? Sắp xếp như ngày thường thì nếu mà không khách đông thì em xin họ nghỉ ngày 2 ngày. Trời ơi cũng khó khăn quá ha. Hèn chi mới cần nhờ tới chương trình nè bây giờ. Ủa mà đúng rồi, thức từ 1 giờ đêm mà đến trưa hôm sau đâu có cái giấc ngủ nào là giấc ngủ ban đêm ngon giấc đâu. Em giống như là em là Việt Kiều vậy đó, em sống theo giờ nước ngoài vậy. Lương khá không em, chị hỏi thiệt, lương ổn không? Không, hồi đó còn cao với giờ. Nhiều khi làm tới 10 triệu mà tính ra 10 triệu không đủ ăn như hồi làm công nhân. Trời ơi, thời gian đâu đi chơi. Giờ 7-8 giờ tối dậy đi chơi với bạn gái rồi đi vô làm luôn, đi nổi dậy nổi không? Chắc đi chắc xin nghỉ 2 ngày. Trời ơi, rồi xong phim luôn, khổ tâm ghê.
mưu sinh, vì cuộc sống mưu sinh ai cũng khổ trơn. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh tức là hòa đồng trong công việc, giúp đỡ bạn bè, như là hai nữa là biết quan tâm với người khác. Giống như khó khăn về tiền bạc hay gì em cho mượn, nhưng mà tới hồi mượn cái xong đi luôn. Trời ơi, thôi đừng cho mượn tiền nữa, khổ quá. Tại vì giờ làm chung với chồng mà chị, giờ không lẽ mình không giúp gì nữa. Lẽ gì giờ mình lo cuộc sống mình chưa xong để dành tiền lấy vợ nữa chứ. Có dành dụm được đồng nào chưa? Cũng có dư làm đó, cũng được 30-40 triệu rồi chị. Rồi cố gắng để dành chứ lo cho mình chứ, giờ mà giúp người ta hoài sao được. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là tính là hay quên, với lại nóng tính không. Nhưng mà đồ đạc của em mà làm trong nhà phòng hay gì á là chỗ cũ, như là em phải để chỗ cũ mà ai mà đụng của em là mà không đúng chỗ là em chửi luôn. Ừ. Tại vì cái tính của em là ngăn nắp, cũng như nấu ăn gì đâu đó gọn gàng phải không? Da của gì là để em chỗ búa hả? Trời, nấu ăn được có búa chứ. Vậy đồ đập mà rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Em biết nấu ăn, em biết hát. Còn điểm yếu của em là em hơi nóng tính, với lại em cũng có lúc em hay quên. Em trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó thì em cũng ba mối tình, mà chính xác là chỉ một mối tình thôi, là hồi đó là lúc em bé ra Sài Gòn. Quen con đó là được một năm xong rồi, lúc mà đi làm ấy em thấy quen cũng thấy hợp hợp. Thế xong cái hôm đó cổ đòi lúc mà mượn tiền em chị, để kêu là đi sắm đồ á. Cái em cho mượn, xong cái sau lại thấy mượn nữa. Thế xong kia chứ cái này không biết có bắt cá hay tay không à, sẽ mượn hoài mà. Cái hồi lúc mà cái lần cuối cùng cái xong em không cho mượn nữa, cái cuối cùng cái đi với người khác. Trời ơi, mượn được rồi cuối cùng mà mất hết nhiều tiền, mượn cho thì mượn hết nhiều. Lúc 200-300 là gì, không có nhiều nhưng mà kể ra cũng nhiều quá. Cứ mượn lặt vặt vậy đó. Dạ đúng rồi, nhưng như vậy. Hồi đó là đúng quá lớn không biết nên rút kinh nghiệm. Rồi mối tình có mối tình nào sâu đậm sau này không, gần đây không? Chỉ có được 2-3 tháng là không hợp thế là em quen. Tại coi như từ đó đến giờ là không quen. Ồ, tâm quá. Còn em sao, em có mối tình nào? Cũng trải qua được 2 mối tình, nhưng mà có cái mối tình kia là nó sâu đậm nhất, là em quen được hơn 1 năm. Hai đứa thấy cũng rất là hợp. Nhưng mà quen được một thời gian thì cũng tính tới chuyện hôn nhân, nhưng mà gia đình bạn nó không đồng ý, là do là em là người có đạo á, cho nên là hai đứa chia tay. Em đạo gì? Em đạo Thiên Chúa luôn. Bạn đó có đạo Thiên Chúa hay là bên đạo Phật các bạn? Em là Chúa. Rồi vậy là cùng quê luôn rồi, cùng đạo em. Thì đó, đạo Chúa, bởi vậy cái chàng trai trước là đạo không có đạo Chúa mới không được, mới chia tay đó. Em ghiền người cùng đạo luôn cho hả? Nãy giờ không nói, vậy là may mắn quá là đúng không? Nhẹ được một phần không? Nhẹ này nhẹ nhiều à. Tại vì Tường biết mà, bên đạo là họ khó khăn vấn đề đó lắm. Ai cũng muốn giữ cái đạo của mình hết, đúng không? Mình để cho thoải mái, khỏi người phải rời bỏ. Mà đã trùng hợp được cái đạo là thấy được 50% thành công ngày hôm nay rồi đó. Giờ em muốn kiếm người bạn trai như thế nào? Em thích những người mà đơn giản thôi, nói ít làm nhiều. Có cái gì thì cũng nói thẳng với em chứ đừng có im lặng. Em không thích im lặng. Rồi ngoại hình? Ốm ốm một xíu ấy, cao hơn em một xíu. Em cao mét mấy? Em cao mét 48 à. 48 à, em cao mét mấy? Sao làm gì? Trời vậy được rồi, xứng đôi vừa lứa. Thế còn em, thích người bạn gái sao? Em thích người cân đối. Hiền với là hai nữa là biết chăm lo công việc, với hai nữa là biết chăm lo trong gia đình nữa. Em không thích càm ràm. Sự càm ràm hay làm như em mỗi lần em làm việc mình về căng thẳng nói nữa là em buồn ngủ luôn. Chết cha, bên này nói hơi nhiều. Nhưng mà vui vẻ nói nha, rồi. Lúc mệt mỏi bỏ. Em nói là em ra ngoài không rồi, thằng nói nữa là em đi ra khoét uống cà phê với em không bao giờ em nói lại. Trời đất ơi, nhưng mà trong cuộc sống phải có trao đổi nhau chứ mới đúng hiểu. Đúng rồi, nhưng mà phải hiểu và chia sẻ, bởi vậy em mới cần người tìm biết chia sẻ cho mình á. Thì biết chia sẻ là phải nói mới chia sẻ chứ, rồi không cho người ta nói rồi sao được. Không, nói ít thôi chị, chứ đừng nói nhiều quá, chứ bởi những cái chuyện không đáng thì mình đừng nói. Nhưng mà nói chuyện thiên hạ thì không được, nhưng mà chuyện hai đứa để mà trao đổi, để hiểu đúng nhau rồi. Để xây dựng thì phải trao đổi chứ. Đúng rồi chị. Ngoại hình? Ngoại hình em không cần gì nhiều, chỉ biết ngoan hiền lễ phép thôi, với lại biết cư xử người đó thôi. Đâu, em có đem hình gì không? Cho chị cho em. Đây. Trong đây có một chàng trai đầu bếp ha, 27 tuổi, thân hình gọn gàng, nhỏ nhắn xinh xinh. Một cô gái, trời ơi, tôi nhìn ra được tôi chết liền luôn á trời. Đau quá em bó tay nữa. Đưa gì hình gì mà ai mà còn kiếm được, mà còn đưa cái hình cái hồi còn đi học, thắt căng quàng đỏ nữa. Cái này chắc em ngu đường quá vậy. Này coi cho vui thêm ơi, chỉ đại thôi chứ sao biết được. Ác ghê luôn. Em nghĩ là anh này. Đâu, anh này phải không? Dạ, anh mặc quần đen đi nè. Được rồi. Để coi. Chứ em nghĩ này. Lý do sao ta chọn cái cô ngồi đó? Nghĩ là chỉ ngồi mới thấp mới ngồi. Đâu đưa tôi coi, tôi cũng không nhận ra. Chỉ có thấp mới ngồi. Thấp là không bao giờ được ngồi đâu anh. Thôi tôi không biết luôn, bó tay. Rồi lát nhờ cô chỉ giùm. Mời hai bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim và xem người chúng ta chọn trong hình và người thật việc thật ở ngoài giống nhau hay không nhé.
Dạ anh. Tao hai bạn. Anh của em là ở này không? Không phải anh ơi. Rồi. Chứ em là cô gái nào trong đó? Em đứng kế bên cái con màu vàng á. Đứng kế bên con màu vàng. Rồi hình nhỏ xíu vậy. Rồi rồi rồi. Rồi anh nhận ra ảnh chưa? Dạ đâu? Rồi. Anh đang đứng ngoài bìa bên đây. Đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ bỏ đi, cái đó tham khảo cho vui thôi. Bây giờ nhìn thẳng vào mặt nhau nè. Cảm xúc đầu tiên khi hai bạn thấy nhau là gì? Thấy anh cũng bình thường. Bình thường là sao? Dạ không, tức là anh không có giống trong hình lắm. À. Lúc mà mở cửa ra, anh thấy em mặc một cái áo như vậy, diện mạo như vậy thì anh có cảm nhận gì không? Thấy bình thường, không có gì hết. Miễn là mình có công việc ăn làm ăn dính đáng rồi nữa. Cũng là bình thường. Hai bạn này bình thường nhưng tôi biết điều bất thường hết. Rồi mời em cởi chiếc áo đó ra. Mình quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Đó. Với một cô gái như thế này, ngoài ban ngày đi làm công nhân rồi, hàng đêm còn chạy xe ráp đi nữa, chắc chắn là cũng sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn trong công việc. Ôi vậy là em làm gì là thời gian em có nghỉ không em? À dạ có, em tự sắp xếp rồi. Tại vì thật sự mà nếu như mà đang chạy quen theo cái guồng của nó rồi mà nghỉ á, rồi mà thêm 2-3 ngày là buồn lắm. Có dư không? Nhà em có nhiều thứ nó xảy ra, với lại nhiều khi cuộc sống của em nó cũng lúc này lúc khác á, nó nhiều biến cố lắm, cho nên là em mới không có quá nhiều cũng không quá ít. Nói chung em là em có thể chia sẻ một hai cái biến cố gì đó mà nó quan trọng trong thời gian vừa qua của em. Ví dụ như là ba em cứ hay bệnh đó, tức là giờ ba em là thực diện là bệnh rất là nhiều, cho nên là hầu như là ví dụ như em cứ phải chi vô này chi vô cái kia, ví dụ là đi khám hay là gì đó, hay là có nhập viện hay là sau đó thì em cũng cán đáng, tại vì gia đình của chị em thì cũng không có được khá giả. Tại vì giờ chị em đang giữ cháu nên chỉ có một mình mà anh rể em đi làm thôi. Cho nên là cái số dư của em nó chỉ thấp. Nó thấp lắm, nó không có cao. Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho... À, tặng quà. Rồi. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh. Không biết anh có thích hay không nhưng mà... Quà gì vậy em? Em. Dạ, em không có ý nghĩa gì hết. Tại vì em thấy em là nó hợp với nam cho nên là em mua vậy thôi. Cậu đi lịch chị. Lịch đó là để xí cổ em đó. Chết này quá. Dạ em không có ý đó đâu. Còng em lại, buộc dây lại thay vì dây nịt, thế dây xích đó em. Được không em? Dạ cũng được vậy. Cũng được luôn hả? Em tại sao em tặng bạn gái cái món quà này? Tại vì thường là con gái thích hoa, nên nghĩ là cái hoa rất là đẹp, như em cũng thích là chăm hoa. Nên cái lan thì nó nói chung là cái lan đó là sức sống của nó rất là mãnh liệt vậy. Ừ. Tại vì mỗi lần em làm mà nó hiền, thường là em có 2-3 chậu ở nhà. Ừ. Lúc mà ra bông á, là như ra nụ này nó chưa có mùi thơm, nhưng mà lúc mà nắng bươm lên thơm ha, là nó rất là đẹp. Rồi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian nè, để vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Vị Ngon. Rồi mời hai bạn thưởng thức món chả rươi tứ kỳ của nhà hàng Vị Ngon nha. Rồi nhớ vừa ăn vừa nhâm nhi vừa trò chuyện với nhau. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Tự nhiên nha hai bạn. Em mời anh. Ăn luôn em. Mà thấy món này thì sao? Ngon nhưng mà em không thích vị thì lạ. Mà anh cũng vậy. Anh thì thời gian cũng hơi khó khăn, nếu mà hai thời gian đó vậy em sắp xếp được. Dạ cũng được, nhưng mà nãy anh nói là nếu như mà đi chơi mà để anh nghỉ 2 ngày thì chắc khỏi đi chơi cho rồi. Tại vì nếu như mà anh không có thời gian rảnh đó, thì ví dụ 1 tuần gặp nhau 1 lần hoặc là 1 tháng gặp 2 lần là được rồi, không cần phải gặp quá nhiều. Em thích là mỗi ngày là có sự tương tác với nhau á. Trước nay là em không thích im lặng. Người ta có câu là im lặng là dễ xa nhau. Em cũng nói hơi nhiều á. Nhưng anh có chấp nhận được chuyện đó không? Nói mà biết đúng cái chia sẻ của mình với giống như là của anh với em giờ đang nói là chia sẻ đúng không? Thì anh có chấp nhận được, nhưng mà đừng có nói nhiều mà theo cái kiểu mà càm ràm quá. À, anh không thích. Tại anh nói là anh là người hơi gọn gàng, anh thích gọn gàng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em thì là người hơi bừa bộn một tí. Em cũng giống anh nữa là em không thích ai đụng vô đồ đạc của em hết. Đúng rồi. Ví dụ đồ đạc của em là đụng vô thì phải có sự cho phép của em. Mặc dù mình không khó nhưng mà giống như nó là cái bản chất của mình rồi. Quen nó bao giờ mình để đâu rồi, giờ mất cái nó tìm nó rất khó. Để bà nói trước. Dạ đúng rồi, nói trước rồi lấy xong rồi để lại chỗ cũ. Dạ. Em cũng thích như vậy. Anh cho em hỏi cái là anh có đi lễ không? Anh đi lễ sáng sớm rồi. Để làm chừng 4 giờ 5 giờ không? Anh làm giấc 1 giờ sáng rồi anh đi lễ hay sao? Xin người ta. Giống như mình xin xong anh chạy vô làm luôn. Chứ giờ cái thời gian chiều á mình ngủ rồi mệt quá dậy rồi thân là đúng rồi. Bây giờ anh đang tính chắc làm hết năm nay chắc anh chuyển qua công việc mới để làm cho thời gian nó thoải mái hơn.
Ủa, vậy nhà anh là có mấy anh chị em? 4 anh em trai. Dạ, anh là Út hả? Anh uống hai, hai sinh đôi là Út. Tâm sự quá ha, bên hít thở không khí của mập đồ ăn ngon không em? Đồ bếp. Dạ, nói chung là được vậy, cũng ngon. Nãy giờ có tính gì tới chuyện yêu đương hẹn hò chưa? Có. Bây giờ cái thời gian vậy đó rồi, chừng nào hẹn hò bữa đầu tiên? Thì em cũng kêu bạn gái là kêu là cuối tuần thì được, thì em dành thời gian mấy tiếng, có dừng 4-5 tiếng đi. Tình yêu phải trả hàng, trả giá vậy đó hả? Tuần được 4-5 tiếng em thấy ổn không em? Dạ được. Thôi còn trẻ ai cũng ráng lo cài dạ. Ha. Biết đâu sau này về mình hợp lại nhau rồi kiếm cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi 1-2. Đúng rồi, nếu mà bạn nữ mà không chịu thì em cho về dưới Vũng Tàu cũng được. Tại vì nhà dưới Vũng Tàu giờ mẹ con kia thì ai cũng ở dưới thì cứ ở, còn muốn làm gì trên này thì cứ ở. Nhưng mà mai mốt làm công nhân thôi chứ lấy vợ lấy chồng rồi thì buổi tối ở nhà cơm nước vợ chồng sanh con đẻ cái nữa chứ ráp gì nữa. Anh ở Vũng Tàu mà chỗ nào mới được? Ngay chỗ Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay chỗ cổng chào Bà Rịa hả? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà đi rồi lại ngay chỗ em biết là cầu Đồng Sơn không? Em không biết, em chỉ biết bánh canh Long Hương thôi. Cứ nhắm cả ở đó được rồi. Nếu như ở cái khúc đó thì chắc là chỉ buôn bán thôi chứ không làm được gì hết. Có em, nếu thế này anh nhắc lên công ty cho em làm luôn. Tại vì quen này ở trên đó. Quen đây. Tại vì công ty thì cũng được. Thôi nếu như có công ty làm thì nói chung là chị tại vì đáp cái chữa về tới Vũng Tàu. Thôi bỏ cái chạy đó, mai mốt không có chạy xe nữa, mình làm gì đó thôi. Chạy chi chạy hoài ở nhà lo rồi. Giờ chạy xe giờ nói chung là không có ăn rồi. Giờ anh làm này còn không có ăn nói gì chạy xe quá. Bây giờ ví dụ ngày hôm nay mà chúng ta đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì em nghĩ trong cái mối quan hệ này mình sẽ tìm hiểu nhau khoảng bao lâu? Năm hoặc 2 năm, tại vì em làm cái này do không được xong rồi sẽ mở quán. Có cái nguyện vọng là mở quán. Mở quán rồi xong rồi em sẽ nói em dồn lại một lúc rồi xong rồi. Ví dụ mở quán vợ phụ quán với mình luôn. Thôi chứ gì, để cái đó tại vì em đã chính xác đó là em mở đó để làm nhiều khi để không có người ngoài xâm nhập vô là mình không kiểm soát được. Chị thấy cái đó hợp lý đó, làm cho mình hợp lý đó. Còn em nghĩ sao? Thì theo em thì cũng khoảng cái tầm đó là được. Tại vì giờ em cũng đang còn vướng bận gia đình á. Em cũng nghĩ là nếu như mà mình lập gia đình á thì mình sẽ không có chu toàn được bằng gia đình mình. Tại vì mình còn nhà chồng nữa, mình còn chồng nữa. Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó em thấy là ok. Nhưng có một chuyện nãy giờ chị chưa hỏi em nè. Cổ đó là hiện giờ đang chạy xe công nghệ. Khách thì bắt trên app thì có thể là có trai có gái, ông già bà lão trẻ em. Không quan tâm gì. Bây giờ thí dụ như là cổ chạy xe mà sau lưng cứ mấy anh ngồi sau lưng đó rồi em thấy sao? Em không quan tâm. Sao không quan tâm? Tại lần hồi đó em muốn mình chạy đúng không ấy, em muốn mình chạy. Em là con trai còn giờ ta con gái. Rồi nhưng mà gì? Cái đó ông nào ông dê sờm cũng ngồi cũng sát sát rồi. Thấy mà cái đó thì em cho xuống xe luôn. Chưa có ai làm gì em được hết. Lý do? Tại vì em thuộc dạng là em là nữ nhưng không phải là bánh bèo. Cho nên là hầu như khách không ai đụng vô được em hết. Ví dụ bây giờ em có một người bạn gái nhiều vợ mà giờ vẫn đang làm cái nghề đó thì em có một cái lời dặn dò gì cho bạn gái của mình? Đi đường nếu mà cảm thấy mà giờ khuya khuya đừng bắn thì em khỏi đi. Chạy tới đó rồi bắn lai qua chờ tài. Đi học võ đi, hậu vệ. Thôi, khỏi cần gì, em không có. Em có võ hả? Đứng lên. Thầu thủ dài đường tôi coi võ gì. Phóng sinh với lại mà Thái. Đâu, làm thử một miếng tôi coi coi có bảo vệ được người yêu không nè. Như vậy đúng không? Em vừa vô đúng không? 1.000 rồi. Còn không là người ta vừa xếp tới em để có chỗ sáng ngày đây. Ồ, bập vô. Còn không để lên luôn. Ồ, lên luôn vậy luôn. Đây ngay đây. Đây đây biết mà vô thái bí nha. Jenin mà bây giờ bạn gái nè, bạn gái đang chạy xe nè. Đây là xe đúng không? Rồi. Em đang chạy xe. Nè, đúng không? Giờ người ta làm như em vậy hay sao em đỡ? Em phải là đỡ tay lên. Đỡ tay như vậy. Đỡ lên. Đó. Nè, vô rồi nè. Đỡ, thấy không? Làm đấm cái này luôn. Vô, đấm. Làm thử. Làm lại nè. Đỡ cái này có chết. Ví dụ thôi, làm thử ví dụ thôi. Vô, rồi. Rồi, 1, 2, 3. Đỡ cái này. Đó là anh đỡ chứ không là phải lại luôn. Ủa rồi đó, giờ đi rồi có ai có học võ gì không? Dạ không chị ơi. Giờ rảnh hai đứa đi học võ đi. Thứ nhất là thể dục, tập thể dục cho ấm bóp nha. Này em cho kiêng lại chứ không rồi để mốt lên ký đâu mà đem. Rồi thôi được rồi, bây giờ nè, chị Tường cho hai bạn 30 giây nữa nhìn thẳng vào nhau. Hôm nay cuộc gặp mặt này mình cảm thấy như thế nào trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không? 30 giây nhìn nhau bắt đầu. Dùng thì cái này gặp em là cũng cái duyên rồi. Nói chung thì đến hay không đến được với nhau á thì anh cũng coi như bạn. Nhưng mà em thì hôm nay em lên chương trình thì em cũng hơi run á. Nhưng mà em cái mục đích em lên đây á là em muốn tìm một người tử tế đàng hoàng thôi. Cái công việc của anh á thì em thấy nó cũng khá là vất vả đó. Muốn hẹn hò gì đó thì anh nói ok thì em sắp xếp công việc được. Tại vì công việc của em là cái công việc rap là em đúng thích thì chạy, không thích thì thôi. Dạ, em off bình thường, không anh có gì hết. Nhưng mà anh thua là anh á. Tại vì nếu như anh cảm thấy quá mệt thì anh cũng không cần phải hẹn đâu.
hoặc là một tháng mình gặp nhau hai lần cũng được, chứ không nhất thiết là phải ép buộc nhau vô trong cái khuôn khổ đó để chi, để làm khổ nhau chứ làm được gì đâu, đúng không? Hay quá, nói hay quá, không biết hát hay không nè. Hát bài quá ghi là fan nha. Cuộc sống có lúc dòng sông có khung, ta chia tay sẽ đẹp hơn, miên cương sẽ không hạnh phúc, miên cương chỉ làm thêm đau. Từ nay tôi sẽ không còn tin ai, vì không ai tốt hơn chính mình. Tôi sẽ quyết định tôi sẽ chia lìa em để con đâu được yên giấc. Trời đất ơi, mới gặp bạn gái mà hát cái gì tôi không tin rồi. Gì mà chia tay rồi này kia đau buồn không vậy? Rồi em có bài gì làm cho anh khúc luôn nè. Em thì em hay hát nhà buồn kiểu rồi, chia tay giống vậy luôn. Rồi cho xin lỡ hai đứa chia tay luôn. Chia tay nhiều khi nó dội ra cái nó sáp vô. Nè em. Tình ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đớn đau rồi anh ơi. Trời ơi hay quá, sao thấy giọng của hát tuyệt vời không? Giọng ấm vậy. Hay quá, này chắc vừa chạy xe vừa lúc mà nghêu ngao hát mình đây nè. Đúng không? Rồi, thôi được rồi, thời gian dành cho hai bạn đã hết. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Thật tuyệt vời, đôi đèn đã sáng lên. Mời hai em qua bên đây. Mình sinh năm 1992. Ở quê ở Lâm Bình. Bạn ơi, bạn nói to lên xíu được không? Nghe mình, được tên là, mình tên là Trần Mạnh Dũng nhé. Mình hiện tại quê thì ở Lâm Bình. Hiện tại bạn đang ở đâu? Quận 12. Quận 12. Rồi. Hiện tại Dũng đang làm công việc gì, sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 1992. Hiện tại đang làm công việc gì? Mình làm nhà hàng. Làm gì cơ? Nhân viên phục vụ thôi. Ê Dũng, cậu cầm cái điện thoại lên, chắc là cái đặt điện thoại xuống nó bị che mất cái mic rồi, không nghe được. Mình tên Dũng, năm 1992 thôi. Rồi, đang làm hiện đang làm công việc gì? Mình làm nhân viên. Nhân viên phục vụ cho nhà hàng. Nhà hàng trên quận 12 ạ? Không, ở Tân Phú. Nhà hàng Tân Phú, rồi. Mức thu nhập của mình là trung bình bao nhiêu tiền tháng? Khoảng 10-12. Đến 12 tháng. Rồi. Bạn có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Cũng không có điểm mạnh. Nói chung là mình... không thích nhậu nhẹt. Bạn ơi, bạn cầm cái điện thoại của bạn lên hoặc bạn để gần lại, không nghe được cái gì hết. Không, tính cách thì mình cũng không thích chơi bài của tập. Giờ mình chỉ có muốn cầm sát điện thoại vào mặt đi. Cầm sát điện thoại vào cái gần mặt xong rồi cứ thế mà nói thôi, mà nó nghe không được luôn. Không thích chơi bời tụ tập xong sao nữa? Mình cũng không nhậu, không biết không uống rượu gì. Sở thích thì hát mới đọc sách thôi. Hát và đọc sách. Đúng rồi. Hiện tại là ở trên quận 12 thì mình đang ở nhà cửa như nào? Thuê nhà hả? Mình ở chung với mẹ, với cả chị. Mẹ và chị gái? Chị và anh trai. Nếu bây giờ mà tìm được bạn gái mà phù hợp ấy thì khoảng bao giờ thì tiến đến hôn nhân được? Thì chắc là khoảng 2-3 năm gì đấy. Khoảng 2-3 năm. Đúng rồi. Bây giờ bạn lên chương trình bạn muốn hẹn hò là bạn mong muốn tìm người kết hôn hay là muốn người tìm người hẹn hò? Thì trước mắt thì cứ hỏi trước người kết hôn thì cũng muốn đó, nhưng mà tìm người phù hợp được thì mới tính. Rồi, bạn mong muốn tìm đối tượng như nào? Thì mình muốn tìm người không cần xinh đâu, nhưng mà nhìn hiền hiền một chút.
đừng mập quá được rồi, đừng gì, đừng mập quá được rồi, đừng mập quá. Tuổi tác tuổi thì ít tuổi hơn mình là được, ít tuổi hơn. Công việc của bạn đó, công việc thì không quan trọng lắm, miễn là không vi phạm pháp luật và trái đạo đức này được rồi. Không trái pháp luật. Rồi, chiều cao. Chiều cao thì tầm 1m55 là được rồi. Rồi, quê quán vùng miền. Ở quê thì không quan trọng, nhưng mà ở Sài Gòn thì tốt. Ở Sài Gòn là mấy tỉnh lân cận thì tốt. Sài Gòn đi. Đang sống ở Sài Gòn mà quê thì ở đây cũng được. Rồi, ok. Ok, cảm ơn Dũng nhé. Rồi, cảm ơn. Nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình đó thì sẽ ấy nhá. Rồi chào anh ha. Dạ, em chào chị chương trình. Ừ. Rồi anh, đầu tiên anh giới thiệu về bản thân mình giúp em đi ạ. À? Dạ, em là tên Trần Quang Ảnh. Trần gì anh? Trần Trần gì anh? Văn Ảnh. Trần Văn Ảnh, dạ. Rồi, 89, rồi. Dạ, em mời anh tiếp tục ạ. À. Dạ, là quê quán là ở Hội An, Bình Định. Mình làm công việc gì đang... anh? Ừ. Dạ, em là tài xế chị. Tài xế xe gì anh? Alo? Công đi lơ chị. À, ok, tài xế xe container. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nói chung là có gì là nói chung là tất cả thứ gì công việc gì mình làm cũng được hết. Ừ. Dạ. Chung là còn điểm yếu thì nói chung chuyện tình cảm thì mình hơi yếu đuối thôi. Ờ, chuyện tình cảm mình hơi yếu đuối. Nói chung em cũng đã trải qua một đời vợ rồi. Ừ. Mà đã ly hôn được 3 năm rồi. Có con Dũng anh ơi. Dạ, có con một bé trai 5 tuổi đang sống với mẹ đó. Ừ. Rồi mình hàng tháng mình có chu cấp hay gì không anh? Dạ có chứ. Ừ, hàng tháng mình chu cấp bao nhiêu? Dạ nói chung là cái chuyện chu cấp thì tò nó ra thì chu cấp tháng là 2 triệu, nhưng mà nói em có thể em cho con em hơn cái số tiền đó nữa. Ừ. Tại nói chung là hàng tháng đối với em chu cấp thì nó quá là đơn giản. Ừ. Lương của anh mỗi tháng là bao nhiêu? Nói chung lương của em thì cao mà đúng em chạy không? Là em kiếm có khi còn tháng nào thấp nhất thì tầm 15-16 triệu, còn tháng nào cao nhất thì cũng tầm hôm mấy 30 triệu. Ừ. Rồi mình đi như vậy là mình đi nhiều không ông anh ảnh? Dạ cũng tùy theo hàng chị, ví dụ hàng nhiều thì mình đi gì chạy nhiều, còn hàng ít thì rồi cuối tuần mình được nghỉ. Ừ. Rồi là mình đi từ đâu tới đâu? Nói chung đi tất cả chị ơi, các tỉnh rồi chạy gần cũng có, tại em chạy cảng chắc lái á. À, anh đang hiện là anh đang ở, ở sống ở gần cảng không hay như sống ở đâu? Không, em ở sau lưng Suối Tiên á, có nghĩa là đường số 4 Hòn Hữu Nam á chị. À, rồi anh ở ngoài Suối Tiên đúng không? Ừ. Dạ, dạ. Ừ, rồi ok. Thì bây giờ sau cái sau cuộc hôn nhân đó thì mà lý do vì sao anh chia tay vợ mình á, anh ở bao lâu? Nói chung bây giờ dạ ở được cứ 27 chị, nhưng mà nói chung bây giờ mình cái chuyện quá khứ thì nói chung là bây giờ sai thì ai cũng sai, nhưng mà vợ em thì người ta nói chung người ta có bầu á, vậy thôi. Rồi cưới 27 rồi ly dị bao nhiêu năm bao nhiêu? Dạ cuối 2019 vậy. Ừ, là lúc đó con kiểu mới 2 tuổi thôi đúng không? 2 tuổi mấy thôi. Dạ. Là anh phát hiện hay như thế nào vậy anh? Dạ. Người ta thưa. Ý là người anh phát hiện người ta có người thứ ba hay như thế nào quá. Thì nói chung là ta chở đi trước mặt mình thì có người ta chở đi nhiều
nhiều lúc em đi làm á, cái công việc của em nó là như vậy. Ừ. Thấy không có nhà, nhưng mà lúc còn em đi tìm thì phát hiện nó là như vậy đó. Ừ, nói chung là mình phát hiện luôn đúng không? Mình tận mắt chứng kiến luôn đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn là mẫu người như thế nào nè? Mẫu người thì đối với em thì em không có quan trọng, em chỉ cần một người phụ nữ họ hiểu mình, họ thông cảm cho công việc của mình. Rồi. Còn đẹp xấu hay là dù có chồng có con đi nữa em vẫn chấp nhận. Ừ. Nhưng mà em không cần, chỉ cần một phụ nữ họ hiểu mình, công việc của mình nó là như thế. Nhiều lúc em có thể biết cái nhà nó đang ở đó, nhưng mà công việc mình đã nhận hàng người ta, chắc mình phải đi, mình phải làm. Rồi bây giờ nè, bây giờ nói về ngoại hình tí đi. Em biết là xấu đẹp anh không quan trọng, nhưng mà anh muốn một cái người như thế nào, tại vì mình có yêu cầu được ha. Rồi về ngoại hình là anh cao mét mấy anh? Dạ em cao 1m66 chị. Rồi bây giờ người đó cao mét mét rưỡi trở lên được chưa? Dạ được chị. Rồi còn anh còn yêu cầu gì không? Cao rồi mập nói chung là da trắng da đen, tóc dài tóc ngắn gì không nè? Thì tóc cũng bình thường, ngang vai cũng được. Ừ. Dạ, rồi còn, độ tuổi thì như thế nào anh? Độ tuổi thì từ 90 trở lên. Ừ. Rồi quê quán của người ta anh có quan trọng không? Em không quan trọng chị, nói chung một khi mình đã xác định thì ở đâu cũng được hết. Dạ rồi anh có điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Nói chung là bừa bộn dơ giấy, nói chung là tính em thì hay, nói chung là hay sạch sẽ chút. Ừ rồi thì ở đây chỉ là buổi casting của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Nếu như được anh được lọt vào vòng 2 của chương trình, hoặc là ví dụ như có đối tượng phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi lại cho anh ha. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Em 93, hiện tại thì em đang làm kinh doanh, thì em có một công việc nó liên quan đến lĩnh vực về sức khỏe. Hiện tại thì lĩnh vực hoạt động chủ yếu của em là về thời trang, về thể thao và về du lịch. Rồi, Thanh Bùi, vậy là tên Thanh đúng không? Dạ vâng. Ừ, Thanh là quê ở đâu và hiện tại em đang sống ở đâu Thanh ha? Hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Ừ. Đang làm việc ở Hà Nội, là quê mình cũng sống ở Hà Nội luôn đúng không? Ờ, quê em thì ở Phú Thọ ạ. Ừ. Rồi. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của Thanh là về gì, những cái điểm nổi bật nào nhỉ? Đặc điểm nổi bật chắc là em hiện tại thì em độc lập tự chủ về tài chính ạ, độc lập tự chủ về mọi thứ ạ. Ừ. Rồi em kinh doanh, em Là em tự làm chứ em cũng không có làm chung với ai khác hả? Dạ vâng, em tự làm ạ. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Có tài lẻ hay có năng khiếu gì đặc biệt không? Cái này thì về công việc rồi về bản thân mình rồi, nhưng mà ngoài ra thì mình có những cái điểm mạnh về năng khiếu, về tài lẻ hát hò hay là biểu diễn văn nghệ gì không? À, về tài năng của mình ạ. Hiện tại thì em đang là một vận động viên phong trào trong lĩnh vực về chạy bộ. Hiện tại thì mọi người đang gọi em là idol chạy bộ truyền cảm hứng đến với trẻ. Ừ. Và hiện tại thì em có sở hữu một số lượng group và một số lượng các bạn và đang hoạt động thể thao. Ừ. À, nó mà vậy. Tức là admin có nhiều những cái group về thể thao, về sức khỏe đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ. Rồi, còn về điểm yếu thì sao? Điểm yếu thì hiện tại thì điểm yếu của em là tại vì em không thích em không thích cái gì nó quá nhàm chán, nên là hầu hết không tất cả yên một chỗ đúng không?
Vâng đúng rồi. Nên là cái nó cũng là một cái điểm yếu, tại vì là em sẽ đi chơi và em sẽ đi du lịch khá nhiều. Để mình có thể trải nghiệm, mình khám phá, nên là em sẽ không ở đông một chỗ nó quá lâu. Em ở đền Phú Thọ, em có gần khu vực đền Hùng không? Nhà em cách đền Hùng tầm khoảng 10 cây ạ. Thời trước là em học ở Hà Nội hay là em học ở Đại học Hùng Vương, Phú Thọ? Ở Hà Nội thì em học ở Học viện Báo chí ạ. Học viện Báo chí. Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy đúng không? Hiện tại thì công việc của em nó cũng liên quan khá nhiều, tại vì em làm liên quan đến việc sáng tạo nội dung và các cái hoạt động ở trên mạng xã hội, nên là nó sẽ thiên hướng nhiều về. Rồi. Ok. Về tình trường của em thì sao Thanh? Tình trường thì em yêu một người cách đây tầm khoảng lâu rồi, tầm khoảng nhiều năm rồi. Vâng. Sau đó thì cũng có, nhiều là bao nhiêu? Cũng tầm khoảng 3 năm ạ. Thì sau đó thì cũng có một vài mối tình nhưng mà nó sẽ không đi đâu, nên là em thấy nó không ảnh hưởng gì nữa và nó cũng không có để lại cho mình cái ấn tượng gì nhiều. Nên là cái mối tình mà cách đây 3 năm của em đó thì em quen được bao lâu rồi, tại sao em với bạn nó chia tay? Cũng có cần phải nói không, tại vì em thấy nó cũng, tức là em không nhớ một cách, tại vì nó cũng không phải là nhiều ấn tượng quá nhiều với em chị, nó em cũng chẳng muốn nhắc lại nữa. Không có một cái mối tình nào gọi là cái mối tình sâu sắc ấn tượng đúng không? Sâu sắc ấn tượng thì chắc là, tức là có cái mối tình mà em vừa nói ạ, tức là cách đây nó phải đến còn gần chục năm rồi, bọn em yêu nhau tầm khoảng 3 năm. Và đó cái mối tình nhiều chị, cách đây nhiều năm của em là cái mối tình cách đây 10 năm. Yêu nhau khoảng 3 năm, đúng không? Dạ. Dạ. Ừ. Nhưng mà sao bạn này đi lấy... Rồi sau đó thì... bạn đi lấy vợ. Và thời điểm đấy là em đang học đại học ạ. Và sau đó thì cảm thấy là không phù hợp với nhau nữa. Và gia đình cũng không thấy là... Thấy hai bên gia đình phù hợp. Nên là thôi em cũng tạm dừng từ đó. Em tạm dừng là bạn mới đi lấy vợ đúng không? Dạ, bạn ấy đi vợ. Ok. Bây giờ mong muốn của em về một cái mẫu người thì như thế nào? Thời điểm hiện tại thì em mong muốn là một mẫu người là thứ nhất là phải có ngoại hình nó tương xứng với em ạ. Vâng. Độ tuổi thì chắc là hơn em tầm khoảng một vài tuổi hoặc là 5-6 tuổi đấy. Tài chính độc lập, tự do, ổn định ạ. Nếu như mà ở gần khu vực Hà Nội hoặc là Phú Thọ thì tốt ạ. Chưa lập gia đình. Chưa từng lập gia đình. Nhưng mà các vùng khác ở Hà Nội cũng được đúng không? Dạ, vâng. Loanh quanh Hà Nội là được ạ. Có ngoại hình tương xứng là như thế nào, về chiều cao, về cân nặng, rồi về các thứ thì sao? Em cao 1m60. Nặng 50kg thì chắc bạn ấy sẽ cao tầm khoảng 1m7, 1m8. Người đẹp. 1m7, 1m8 là quá đẹp rồi. Tập gym, tập đồ ha, 6 múi bụng bự ha. Dạ. Rồi, về công việc thì sao? Tức là em chỉ cần về là có một cái ngoại hình có một cái từ tài chính ổn định thôi, nhưng mà về công việc thì có nhất thiết là bạn trai phải làm công việc nào không? Em nghĩ là không quan trọng, tức là bạn ấy có thể tự lập được về tài chính, tự chủ về tài chính để có thể lo cho cuộc sống của bạn ấy trước tiên đã, rồi sau đó thì lo cho cuộc sống gia đình, tại vì là hai người tự lập thì nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Ok. Rồi. Chị cảm ơn Trang ha, hôm nay chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi, cho nên là nếu có lịch ghi hình cũng như là có bạn trai phù hợp thì biên tập của chương trình sẽ trao đổi thêm kỹ hơn với em về nội dung nhé. Dạ, em gọi chị. Rồi. Chị tên là Kim Thu, năm nay thì 40, hiện tại chị đang sống ở Bình Dương, và công việc hiện tại của chị đang là quản lý của phòng tài chính cho mỗi công ty nước ngoài. Chị thì... Kim Thu đúng không chị? Đúng rồi. Dạ,
là họ tên đầy đủ là cái gì Kim Thu ạ? À, Đặng Ngọc Kim Thu. Đặng Ngọc Kim Thu. Chị ở Bình Dương nhưng mà quê chị thì ở đâu chị? À, quê chị ở Bình Dương luôn. Rồi, sinh ra và lớn lên ở Bình Dương luôn đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Dạ. Quản lý phòng tài chính, tức là mình là giám đốc tài chính hay là gì chị? Không, chị là cái thống trưởng. Rồi, cái thống trưởng. Ở đó rồi là mình chỉ ở làm ở Bình Dương thôi, chứ mình cũng chưa có từng đi làm ở Sài Gòn hay là các nơi khác nha chị? À, đa phần là chị làm ở quanh Bình Dương thôi. Dạ. Rồi chị đang sống cùng với ai chị Thu? À, chị đang sống cùng với một bé gái nhỏ, đã được 10 tuổi. Là con gái của chị? Đúng rồi. Dạ. Là bé nhỏ vậy là chị có mấy bé? À, chị có tất cả là 3 bé, 2 bé lớn thì đang sống với ông bà nội. Dạ. Lớn là trai hay gái chị? Một gái một trai. Và bé bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé nhỏ của chị là 10 tuổi rồi. Bé lớn nhất thì chị là bao nhiêu tuổi? Năm nay bé vô lớp 10 em. Bé lớn. Bé nhất là vô lớp 10, xong rồi bé thứ hai là con trai. Bé thứ hai là con trai, năm nay vô lớp 6. Cái bé nhỏ của chị. Dạ. Vậy thì chị đã ly hôn lâu chưa? Được cũng 7-8 năm vậy em. Từ 2016 đó. Dạ. Ly hôn năm 2016. Rồi là lúc bé nhỏ là chị là được 3 tuổi ha? Nếu mà vậy thì chắc là trước đó 2015. Tại lúc chị ly hôn là bé chị chưa được 2 tuổi. Dạ. Chị có thể chia sẻ cái về cái cuộc hôn nhân này được không ạ? Tại sao ví dụ mình kết hôn được bao nhiêu lâu rồi, tại sao mình lại quyết định mình ly hôn á, khi mà mình có 3 đứa con rồi á? Tôi chị kết hôn từ năm 2007 thì tới khoảng 2014, 2015 gì đó thì chị ly hôn. Thực ra ly hôn thì không phải là vì hai người, nhưng mà hầu như là vì gia đình bên chồng chị nhiều hơn. Tại vì kiểu như chị là người Nam, gia đình bên chồng chị là người Bắc á. Mà ở bên đạo nữa, cho nên là có nhiều cái nó không có mà phù hợp á. Có việc về văn hóa tôn giáo hả? Đúng rồi, đa phần là nó về cái đó nhiều. Với lại một phần nữa là tại vì chồng chị kiểu hiền mà có hiếu với mẹ quá, không có lập trường ấy. Nên là đôi lúc chị cảm thấy là mình bị thiệt thòi nhiều ấy. Nên là đến lúc nào đó thì chị dừng lại. Chứ cũng không phải là mâu thuẫn vợ chồng là hết tình cảm hay là có người thứ ba đúng không chị? Không có những người Dạ. Rồi. Vậy thì từ lúc mà chị ly hôn năm 2015 tới nay là cũng gần 8 năm rồi, thì chị có tìm hiểu một mối quan hệ nào khác không? Chị cũng có, hầu như chị cũng có 1-2 mối quan hệ, nhưng mà tới cuối cùng thì vẫn không có thành. Dạ. Tại sao chị? Tại vì cái mối quan hệ trước thì chị có quen người nước ngoài là người Hàn ấy. Dạ. Thì cái đợt dịch vừa rồi á, do là dịch kéo dài rồi không có đi qua lại, không có hỗ trợ, không có chăm sóc nó được á. Bọn chị cũng quyết định là dừng lại. Là ăn đó ở bên Hàn. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó thì sao chị? Thì sau đó, từ đó tới giờ thì hầu như là chị không có quen đến. Cũng 2 năm rồi. Dạ rồi. Thế bây giờ chị muốn tìm mẫu người như thế nào? Đối với chị thì mẫu người thì cũng không có mẫu nào là chuẩn nó hết, nhưng mà quan trọng là nó phù hợp về cái suy nghĩ, nó tương đồng về cái tần số á. Kiểu giống như là tại vì chị là người cũng từng trải nè, rồi bản lĩnh nè, rồi va vấp nhiều ấy. Dạ. Rồi cái suy nghĩ của chị thì nó cũng tương đối là chững chạc, cho nên là chị muốn tìm một cái người nào đó nó tương đồng về cái suy nghĩ của chị á. Để sau này ví dụ như trong những cái câu chuyện mà mình trò chuyện với nhau á, thì cái người đó có một cái gì đó để giống như là hướng cho mình đi. Dạ. Đa phần là chị sẽ tìm như vậy nhiều hơn. Còn về tài chính thì chị không có nhu cầu nhiều, nhưng mà nếu mà ổn định được thì tốt. Tại vì chị bây giờ thì ổn định rồi.
Thu nhập bây giờ của chị một tháng bao nhiêu chị? Thì tầm 30, 40. Dạ. Còn hai con thì hiện tại bây giờ ở bên nội thì chị có chu cấp hàng tháng không? Không, chị không có chu cấp, tại vì bên nội cũng kinh tế cũng ổn, cũng khá. Nhưng mà hai bé nó có muốn, tức là đấy là sự lựa chọn của hai bé hay là hai anh chị là thỏa thuận với nhau điều đó? Hồi trước á, là do chị thỏa thuận, tại vì lúc mà ly hôn thì chị chưa có ổn định về kinh tế, chị cũng không có kiểu như chị không có người thân á, không có người giúp đỡ nhiều á. Là chị thỏa thuận với anh là anh nuôi hai bé, chị nuôi một bé. Và không có trợ cấp gì hết. Tức là hai bên là độc lập nuôi con, không ai trợ cấp cho ai hết. Đúng rồi em, tại vì cái mà trợ cấp thì nó rất là tiền ấy. Thành thử ra chị không có muốn vậy, nhưng mà hiện tại bây giờ ví dụ như hai bé lớn mà có cần cái gì đâu có thì cứ alo về cho mẹ, thì chị cũng thấy thế là chị không có tính toán. Riêng về hai bé thì là chị không tính toán, ví dụ như hai bé cần cái gì, hai bé muốn thì cứ mình làm được cho hai bé thì mình sẽ làm. Rồi, ok chị. Rồi, quay trở lại bản thân chị đi, thì chị có những cái điểm mạnh điểm yếu gì chị? Điểm mạnh của chị thì hầu như là chị sẽ là người rất là độc lập cả về tài chính, cả về cuộc sống, cả về suy nghĩ. Rồi tất cả mọi thứ liên quan tới chị thì hầu như là chị sẽ tự quyết hết, chị không có bị phụ thuộc vào ai hết. Đó là điểm mạnh. Còn cái điểm yếu của chị thì chị không giỏi nội trợ, và chị cũng không có giỏi về cái chuyện giao tiếp ở bên ngoài. Đó là chị thuộc cái tiếp người sống hơi kín. Là hai mẹ con là đang ở nhà riêng của chị hả, hay là có sống cùng gia đình chị không? Không, ở nhà riêng, chị cũng có một căn chung cư nhỏ nhỏ cho hai mẹ con. Chị ở Bình Dương là khúc nào chị? Ngay Thủ Dầu Một luôn em. Dạ rồi, ok. Chị có tài lẻ gì không? Chị Thu hát hò gì được không? Không, chị hầu như không có tài. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Thu. Hai hôm nay thì mình chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu như mà có người phù hợp, cũng như là phù hợp về cái lịch ghi hình, chị phù hợp các tiêu chí của chương trình, thì sẽ có người liên hệ với chị để làm nội dung kỹ hơn. Sẽ có một bạn biên tập ha. Rồi, để làm nội dung với chị kỹ hơn nữa. Rồi, em cảm ơn.